vô. Lấy khẩu trang mang vô. Lấy khẩu trang của bà nội luôn. Tới rồi đây. Tới đâu tên? Nhà cậu rồi. Nhà bà cậu, con cô bá. Quý anh chị, quý em nhỏ. Tấp vô đây nè. Rồi, tới lại. Dữ. Đi tấp vô đây luôn. Rồi. Tấp lại vô đi thì mẹ nấu người ta chung. Em chưa đi, đi vô, từ đi, từ đi, em con mua nhiêu con biết là 2 ký bao nhiêu con 1 ký từ từ à 20 à để đồ đó đi xong nó sách. Được rồi. Đừng té nè. Không. Giống trà nè. Té, té. Giống mẹ chứ. Đại quan. Giống mẹ nè, khác đi. Thôi, lấy 2 chục thôi. Thôi chị. Rồi. Đi dạ, 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 đâu tên tên có gì tên có gì có bà nội kìa có gì có gì đâu phải con cặp 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 mà con gì kêu cặp 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 con ăn con ăn gì con bê gì chú gì nhút nhát con gì điện kéo con gà nữa. Nó về tới bà cụ giật mình luôn nè. Có chưa? Ta sách nhỉ. Sách nhãn của nhà ngoại tôi nè. À, nhà ngoài có tái nhóc rồi nè. Chuẩn bị được ăn rồi. Ăn đỡ ít ít vậy đi. Ngồi dịch mà. Có nhiêu mà hèm nhãn nè. Ừ. Ủa, ngoài đâu rồi? Bà đâu? Trong nhà. 88. Tắm bà có khóa cửa chứ ạ? Sao vô được má? Ngoại khóa rồi. Khóa gà chốt rồi đâu vô được. Vô ngoại.
con chuối này nhá, chỗ lâu lắm mà. Nó già. Chà ông Tòng đó, bộ này cũng gần rồi nè. Còn tên chui được không? Không? Ờ à, được cả. Đi nó. Lên. Vô. Tấn công vô. Không vô đi ngoài. Tên. Kiếm gì? Tên giấu chứ nó ham vậy. Tên này. Tên còn ham là nãy giờ đi kiếm nãy giờ luôn. Được không? Đi kiếm nãy giờ. Bụi chứ. Làm gì tên? Cũng bạo lực không? Làm gì ạ? Kiếm từ sớm giờ luôn á. Và là hỏi cây gậy với cái quạt. Quạt giấy hay quạt mo? Thôi quạt giấy đừng đưa nó chơi. Có quạt mo cù bắp á đưa chơi được. Nè tên. Nè. Quạt mo. Phải không? Không, cái đó hư rồi. Cái này hư rồi. Ngoài nó quạt quạt này. Bậy quạt mo kia kìa. Tiếc. Tiếc chơi. Tiếc chơi đó. Tuyệt vời đó. Trời ơi. Đi ra ghê thiệt. Sao tuyệt vời với bà nội đi. Tuyệt vời đó. Tuyệt vời đó mà. Đã quá mà. Quá lạ. Mà nó chơi đó giờ nó cũng nhớ luôn á. Chơi lâu rồi mà, chơi cái năm rồi. Mà nó ăn mắt. Uống nước hả? Nước lên đây, lên trước. Bình nước trước nè. Cháu chống gậy đi lên. Đâu nước rồi em? Kè trong bọc ra. Lại mở bọc ra. Chịt chỉ cho. Mở cái bọc này ra, bọc xanh này nè. Kéo cái chân kích ra. Kéo kích ra, đúng rồi. Kéo ra, đó đúng rồi, dây đó, rồi kéo ra. Rồi, kéo nữa, rồi. Kéo lên, có cái bình không? Đó, lẫm bình ra. Rồi, đúng. Bỏ cái áo lại. Rồi. Dạ. Phải giúp cha nè. Rồi. Ok, chào và hẹn gặp lại mọi người ở đây sau. Nhớ like, đăng ký, subscribe, ủng hộ chị Tiên Dừa và chị Tiên Dừa. Bye.